Chào vâng, em Hoàng xin thân mến kính chào tất cả các bác và anh em. Ngày hôm nay em về được một dòng sản phẩm, đó là dòng rắc loa bắp chuối vuông góc như thế này, để cho tất cả các bác mình sử dụng đấu dây loa nhé. Và đây là chiếc cọc loa của chúng ta, nó sẽ vừa với tất cả những loại cọc loa bắp chuối như thế này. Thường ngày các bác đấu thì mình sẽ xoay như thế này, dắt dây vào, sau đó chúng ta siết lại. Đấu như thế này thì nó hoàn toàn đúng nhá, không có gì là sai hết. Nhưng mà đấu như thế này, lõi đồng của dây rất là dễ bị oxy hóa này. Chúng ta đấu không cẩn thận thì nó rất là dễ bị chạm chập nhau. Còn khi chúng ta đấu dây bằng rắc loa bắp chuối như thế này, nhất là đối với những dàn âm thanh của bác nào mà để sát tường ấy, nếu chúng ta không muốn bị gãy dây thì chúng ta sử dụng dòng rắc bắp chuối vuông. Chúng ta đấu dây vào đây. Đó, em sẽ mở cái phần cao su để cho tất cả các bác cùng xem. Vòng cao su này là vòng cắt nhiệt nha các bác. Và dòng rắc bắp chuối này thì nó sử dụng là bắt vít hoàn toàn, nên khi các bác mua về mình chỉ cần là bắt vít thôi nhá. Đây, cố định dây bằng hai ốc vít nên cực kỳ là tiện lợi nhá. Đó, rất là đẹp. Và chúng ta chỉ cần đấu như thế này thôi. Đây, các bác nhìn này. Có rất là nhiều bác khi mua dòng rắc bắp chuối này về thì bảo là cái phần này nó to hơn, nó không có vào. Thì chúng ta dùng lực một xíu nha, bỏ vào. Đó, thì nó sẽ ôm chặt cái cọc loa, cọc âm ly của chúng ta. Và nó chỉ vừa với những loại cọc bắp chuối như thế này, là cọc vặn nha. Đó, các bác nhìn này. Rồi, màu đen thì cũng cắm như vậy nha. Em thì dùng một tay nên nó hơi khó một xíu, còn về các bác cắm thì rất là dễ nhá. Nhìn này, rất là đẹp và dây nó sẽ không bị gãy nhá. Và dòng rắc loa bắp chuối như thế này em về cũng được khá là nhiều đây. Em phân phối cho tất cả bác chỉ có 50.000 đồng một đôi. Bác nào lấy hai đôi trở lên em sẽ bao ship nhá. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về dòng rắc loa bắp chuối này, chúng ta gọi điện cho em nhá. Em gửi hàng cho tất cả các bác. Rồi, thì em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào.